bảy mình đang trồng mấy cây đinh lăng. Mấy cây đinh lăng nhỏ nhỏ này, vô phân cho mấy cây đinh lăng. Đó, dư dặm lại phân cho mấy cây móng tay, mấy cây hoa móng tay nè. Giờ nó ra cây con. Nó ra cây con, bây giờ mình mới đặt nó ra theo hàng. Giờ thì vô phân cho mấy cây đinh lăng. Bỏ phân đây. Phân này là phân rơm nha mọi người. Phân rơm. Vô phân rơm cho mấy cây đinh lăng. Các bạn thấy cái cây đinh lăng nhỏ nhỏ thấy thương. Lớn cao lên thì cái thân nó cũng cao lên, cứng cáp như cây bông móng tay này. Ở vườn là vậy đó mấy bạn. Cây cối, cây cảnh đồ mình trồng vui lắm. Đặc biệt là bây giờ đang vừa mưa, mới vừa tạnh, đất còn ướt dễ xới á, cho nên bây giờ cái mình xới lên thêm phân vào rất là dễ. Xích qua tới bên đây. Cái cây móng tay này nó mọc lên cái cục thang, mắc cười quá, dễ thương quá. Đó, bây giờ vô phân cho cây bông trang. Đó, đắp phân nó vô. Mưa mới tạnh, đất còn ướt dễ lắm mấy bạn, dễ bứng mấy cây nhỏ nhỏ lên nè. Mình đặt theo hàng. Bởi cái hộp bông trang đen đen đó, nó mình hái mình gãy lên nó sống không ta? Vâng, nó lên. Để chút con hái mấy cái hộp bông trang đó. Nó mấy cây bông trang bé xíu dễ thương quá. Cây bông trang bé xíu dễ thương. Để phân cho dài dài mấy cây. Sao trầu vừa bứt rồi. Trầu bứt chân của hát. Rồi bữa hôm khiên cái cây dựng xuống đó, bữa nay trầu cũng tốt rồi kìa. Có không có rồi này. Ủa tưởng cây đó bữa nay tốt dữ gì, mới đây mà tốt dữ. Đâu lá nào lá trầu đâu một. Lá trầu nè. Ờ. Cái này lá trầu. Nó trầu đây nè mọi người. Nó cắm là... cho nó bò lên cây gì ta? Cái đó cây gì mốt? Nhánh cây vú sữa. Nhánh cây vú sữa. Bà phải lấy bên đó cắm xuống đó. Ừ. Vú sữa ông tám mé. Ồ lá trầu này Tết nó xinh đó. Ôi bữa hổm mấy về ở đây biết bao nhiêu luôn ta. Chặt hai cây xoài. Nó không có chỗ nó bò. Cái cào chặt uổng cho nó lên. Chặt cái không có chỗ nó bò chứ nó tốt dữ lắm, tốt luôn. Mùa mưa này xuống. Mưa ở đằng có kìa, ở đằng đẳng ba cái cha lá chậu này đầy lại kìa. Kệ trồng làm phước. Bữa hôm ba cho giết còn dây không. Tết người ta xinh dữ lắm. Hồi này lá chậu mà hái cho lần ba rồi chứ đâu có cần trồng bọc nữa. Mùa năm mà mới có ít cái còn hái xuống chợ bán cũng được mớ. Giờ là cho thôi. Thấy lấy bao đựng cho. Má ơi, thiệt tình nhỏ tới lớn tao mới thấy cho lá chậu mà cho hái bao cho. À. Chị có. Chị Châu thôi. Một bao vậy là bà chín ở chợ nó bán 500 ngàn đó.
bán cho bà đó làm thuốc á. Bà không có nói nhiều chân, bà đó bà trả 500 ngàn. Nói chứ không hợp thuốc với tiền nữa. Bà đó bà Việt Kiều đó, bà trả 500 ngàn đó, bà thấy bà chín già cả. Bà không đắp mấy cây phát tài hả? Tài không, mấy cây đó để em chặt bỏ. Đắp mấy cây đinh lăng. Ông Tám trồng 1 ngàn cây đinh lăng làm sao? Nữa mé bời mé là nhánh bít đó để thôi nó đâu có ấy, đâu có trái. Cây cầu lên có nửa cây rồi sao hái? Bắt ghế. Cái hộp này đen nó bự. Nó hái chồng ương xuống. Bà trồng mấy cây móng tay chi nhiều dữ vậy. Cái này nó rớt hộp mọc lên dữ lắm luôn. Ừ, thì đó, nó đẹp thì đẹp mà nó mau tàn. Bông này mau tàn dữ lắm. Bông này trồng chơi chứ không ai mua. Thì bông này trồng chơi, ai nói mày trồng cho nó đẹp chơi vậy mà. Ai mua hả? Cho ba cây đinh lăng cho nó tốt rồi. Ủa? Để có chen chen cây đinh lăng dưới đó nữa hả? Có. Nó bị mấy cái cây cao này che bóng hết trơn. Chứ mấy cây của con nè, mấy bông trang của con nè. Mai mốt cũng phải bóng tay chiếc cho bớt chứ đâu con. Ta cho nó ra ngoài đường rồi nữa nó ấy bông ra ngoài đường, trong này là chiếc bớt đi. Chiếc hết làm sao nè, để chiếc cho cái này nè, đắp vô mấy cây bông. Mấy cái cây bông trang này bể mua đợt trước không mày? Ừ. Thì cái này nó cao. Nhưng mà tám cho nữa. Quý phiên chứ có đầu cự. À, mình vô phân cho cây, review mình quý phiên lại cho mọi người, chia sẻ cho mọi người xem. À, nãy giờ vô phân cho mấy cây là hết bao phân rồi nha mọi người. Mưa xuống nè, cây phân nó dẻ lại, tốt cây. Bên kia có nhà đang cúng thấp, cái gì có tiếng gõ mõ, mọi người thông cảm nha. Ông trang này lá xoắn, lá nó cứng rồi vậy. Thân một cốt. Cây này bữa đó cô cho nè, đẹp cực kỳ. Cái đó đó, cái đó cao đó. Cho chậm kia này không phải của ông kia. Hết bao phân rồi nha mọi người. Mình với Bảy vừa vô phân cho mấy cây vừa hết bao phân. Thì video cũng vừa đủ trên 10 phút. Cho nên mình kết thúc video ở đây.
mến chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.